Siêu phẩm xuất hiện rõ địch thủ của Argentina ở bán kết Copa America. Messi tiết lộ lý do sút hỏng 11m, vì sao chọn kiểu Panenka. Copa America 2024, chuyện gì đang xảy ra với tuyển Brazil? Vì sao Messi đá nhiều kỳ Copa America hơn Ronaldo đá Euro? Nhận định Colombia với Panama, 5 giờ ngày 7 tháng 7, sức mạnh nhà vô địch. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ là phần tin chi tiết về trận đấu diễn ra ngày 6 tháng 7 mà chúng tôi vừa cập nhật. Trận tứ kết thứ 2 tại Copa America năm 2024 giữa tuyển Venezuela và tuyển Canada đã diễn ra thấp hơn dự kiến. Khởi đầu trận đấu, hai đội đã không ngần ngại chơi đôi công và Canada với hàng công được đánh giá cao hơn đã là đội có được bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 13 sau pha lập công của tiền đạo Jacob Stevenberg. Trước đó phải khen ngợi Jonathan David khi chân sút của Lila có pha đi bóng dũng mãnh bên cánh phải rồi kiến tạo thuận lợi cho Stevenberg làm tung lưới thủ môn Romo. Không hài lòng với kết quả này, Venezuela dồn lên tìm bàn gỡ với mũi nhọn là tiền đạo từng chơi ở Premier League, Salomon Rondon. Tuy nhiên, họ cũng liên tiếp phải đối mặt với các pha phản công nguy hiểm đến từ Canada. Và nếu nắn nót hơn, đại diện Bắc Mỹ lẽ ra đã có bàn nhân đôi cách biệt. Trong thế trận đó, Venezuela bất ngờ tìm thấy bàn gỡ sau một pha phá bóng từ phần sân nhà. Salomon Rondon đơn độc băng lên ở giữa sân trước khi tung cú lốp bóng đẳng cấp, khiến thủ thành Crepu lỡ trớn và đành nhìn bóng làm tung nóc lưới. 1-1 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu và hai đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng bại. Trên chấm 11m, Canada đã là đội bản lĩnh hơn khi giành chiến thắng với tỷ số 4-3 chung cuộc, qua đó giành tấm vé thứ hai vào vòng bán kết Copa America 2024, nơi họ sẽ chạm trán những nhà đương kim vô địch tuyển Argentina. Sáng ngày 5 tháng 7, Argentina đã đánh bại Ecuador tại tứ kết Copa America 2024. Điểm nhấn của trận đấu này chính là tình huống Messi sút hỏng quả 11m ngay loạt luân lưu đầu tiên. Lý giải về việc này, Messi cho biết anh rất tức giận vì đã bị thuyết phục khi thực hiện cú sút 11m kiểu Panenka, nhưng bóng đã bật xa ngang ra ngoài. Sáng 5 tháng 7, Argentina đã đánh bại Ecuador tại tứ kết Copa America 2024. Điểm nhấn của trận đấu này chính là tình huống Messi sút hỏng quả 11m ngay loạt luân lưu đầu tiên. Lý giải về việc này, Messi cho biết anh rất tức giận vì đã bị thuyết phục khi thực hiện cú sút 11m kiểu Panenka, nhưng bóng đã bật xà ngang ra ngoài. Sau trận tứ kết thắng nghẹt thở đội Ecuador với tỷ số 4-2, trả lời báo chí Argentina, Messi cho biết: "Tôi đã nói chuyện với Dibu, thủ môn Emiliano Martinez và Dulli, thủ môn dự bị trước. Tôi đã bị thuyết phục sẽ thực hiện theo cách đó, tức là kiểu sút Panenka nếu có cơ hội, nhưng không thành công. Tôi rất tức giận với quyết định của mình." Messi cũng nói về hành động cảm ơn thủ môn Emiliano Martinez, người hùng cản phá hai quả 11m của đội Ecuador, giúp đội tuyển Argentina giành chiến thắng ở loạt sút cấn áo. Messi chia sẻ, trước trận đấu, cậu ấy đã nói đùa về khả năng trận đấu sẽ đá phạt đền và nói rằng cậu ấy chắc chắn sẽ cản phá được 1-2 quả. Do đó, khi chúng tôi phải bước vào loạt sút luân lưu, tôi rất có niềm tin vì chúng tôi biết sẽ có lợi thế do Emiliano Martinez rất tự tin vào khả năng của mình. Tôi phải cảm ơn cậu ấy vì luôn giữ niềm tin vào khả năng của mình. Với hai pha cản phá thành công trên chấm 11m, thủ môn số 1 của Argentina đã đạt tỷ lệ cản phá penalty cực kỳ ấn tượng. Cụ thể, Emiliano Martinez đã đối diện với 20 cú đá phạt đền, bao gồm cả sút luân lưu trong màu áo tuyển Argentina. Thủ môn thuộc biên chế Aston Villa đã có tới 10 lần giành chiến thắng. Như vậy, tỷ lệ cản phá penalty của Emiliano Martinez lên đến 50%. Đây là một thông số ấn tượng đối với bất kỳ thủ môn nào. Nó chứng minh đẳng cấp của thủ môn người Argentina khi đối diện với những cú sút 11m. Trước khi Copa America 2024 khởi tranh, đã có rất nhiều nghi ngờ về sức mạnh của tuyển Brazil. Và những nghi ngờ đó đã trở thành hiện thực với đội tuyển vàng xanh sau vòng bảng khó nhọc. Dường như họ chưa thực sự sẵn sàng để thực hiện hành trình đăng quang ở Copa America 2024. Brazil thiếu cầu thủ tấn công. Một điều thực sự khó tin nhưng lại là sự thật, tuyển Brazil đang thiếu những cầu thủ tấn công chất lượng. Nhiều người sẽ phản đối khi cho rằng đội tuyển 5 lần vô địch thế giới đang sở hữu bộ đôi cầu thủ tấn công đáng mơ ước là Rodrigo và Vinicius. Bên cạnh đó, tuyển Brazil còn đang có những tài năng trẻ cũng mang tên Endrick Felipe, cầu thủ mùa sau sẽ đá cho Real Madrid, hay ngôi sao đang khoác áo Barca là Rafinha. Tuy nhiên, tất cả họ đều chơi ở biên tốt hơn và không phải là tiền đạo thực thụ. Brazil bị đánh giá thấp.
Kết thúc vòng bảng Copa America 2024, tuyển Brazil không còn nằm trong nhóm ứng viên vô địch hàng đầu. Ở vòng tứ kết, Brazil sẽ chạm trán đối thủ nặng ký là Uruguay. Giới chuyên môn dự đoán đây sẽ là trận cầu khó khăn với Brazil và thầy trò huấn luyện viên Dorival Júnior có thể sẽ phơi bày mọi điểm yếu. Hàng công Brazil vốn đã nghèo nàn về nhân sự lại phải đối mặt với việc vắng ngôi sao số 1. Tuy nhiên, các cổ động viên vẫn có quyền đặt niềm tin vào tuyển Brazil sẽ vượt khó bởi dù sao họ cũng là ông lớn của bóng đá thế giới. Mùa hè năm 2024, thế giới bóng đá có hai trong số những sự kiện lớn nhất dành cho đội tuyển quốc gia ở châu Âu và châu Mỹ. Trong khi Lionel Messi đang có kỳ Copa America thứ 7 trong sự nghiệp, thì Cristiano Ronaldo cũng đang có kỳ Euro thứ 6 của mình. Đội tuyển Bồ Đào Nha là một trong 24 đội tuyển tham dự Euro 2024. Trong đó, cá nhân Cristiano Ronaldo lập kỷ lục khi trở thành cầu thủ duy nhất tham dự 6 kỳ Euro. Siêu sao của Bồ Đào Nha được triệu tập lên tuyển quốc gia vào năm 2003, có kỳ Euro đầu tiên vào năm 2024. Kể từ đó, CR7 liên tiếp cùng Seleção châu Âu góp mặt tại vòng chung kết Euro 2008, 2012, 2016, 2020 và 2024. Trong 20 năm, Ronaldo có 6 kỳ Euro và lúc này anh đã 39 tuổi. Tuy nhiên, nếu so với Messi ở Copa America, Ronaldo vẫn ít hơn một lần tham dự. Mặc dù siêu sao người Argentina chỉ bắt đầu xuất hiện tại giải đấu này từ năm 2007, nghĩa là chưa cần đến 20 năm, Messi đã có 7 kỳ Copa America. Một lý do quan trọng để Messi có đến 7 lần dự giải đấu hàng đầu Nam Mỹ là truyền thống từ xưa đến nay không cố định, tổ chức theo chu kỳ bao nhiêu năm. Và như vậy, tính từ năm 2007, Messi có 7 lần dự Copa America, 2007, 2011, 2015, 2016, 2019, 2021 và 2024. Trong khuôn khổ vòng tứ kết Copa America 2024, vào lúc 5 giờ ngày 7 tháng 7 sẽ diễn ra trận đấu kịch tính giữa tuyển Colombia và Panama. Với vị trí nhất bảng D cùng 7 điểm, phong độ ấn tượng của Colombia khiến người hâm mộ an lòng và hy vọng đội nhà sẽ vô địch sau nhiều năm chờ đợi mỏi mòn. Cho tới thời điểm hiện tại, Colombia vẫn đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch Copa America 2024. Nên nhớ, Colombia đã vượt qua bảng D với tư cách đội bóng đầu bảng khi có 2 trận thắng và hòa 1 lần. Thầy trò huấn luyện viên Lorenzo là đội bóng chiếm ưu thế khi bước vào vòng tứ kết, khi chỉ phải đối mặt với đội bóng nhì bảng C là Panama. Rõ ràng với đẳng cấp và đội hình vượt trội, người hâm mộ không bất ngờ khi Colombia có tấm vé bán kết. Bên kia sân, Panama cũng có phong độ tốt khi thắng 2 và chỉ thua Uruguay sau 3 lượt trận tại vòng bảng Copa America 2024. Tuy nhiên, người hâm mộ cũng không quá tin tưởng khi Panama sẽ có vé đi tiếp khi sở hữu đội hình và đẳng cấp thua kém đối thủ. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like, subscribe, ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.